Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe thi phẩm Thu đã về rồi đó. Tác giả thơ Nguyễn Lĩnh, trình bày diễn viên Nguyễn Hạnh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kìa sao hạ quay đi vội vã, nàng thu về mang cả lời ru. Phương xa người vẫn mịt mù, hay còn là lướt phiêu nhủ cùng ai có hiểu, ở nơi đây vẫn thiếu bóng chàng canh chuồng. Phẩm Thu đã về rồi đó. Cảm ơn quý vị đã